Kha Vương xin chào anh chị em. Kha Vương đang trên kênh YouTube Đồ Sư Đồ Cổ Kha Vương. Cái clip này không phải là clip bán hàng mà clip chia sẻ và mong muốn. Thật sự mà nói với anh chị em là Kha Vương rất muốn live hoặc là phát trực tiếp trên YouTube để bán hàng, để mà giao lưu với anh chị em cho nó tiện hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nhà Kha Vương có rất nhiều hàng. Kha Vương nói rất nhiều hàng không phải Kha Vương tự tin hay là khoe khoang, nhưng sự thật là Kha Vương có rất nhiều hàng, và mỗi lần mà Kha Vương đăng trên YouTube á, thì nó chỉ có được một hai vài sản phẩm thôi, thì nó sẽ không thể hiện hết cái gian hàng của Kha Vương và những món hàng Kha Vương bán. Nói một câu chân thành thì nếu như những món hàng của Kha Vương mà cứ một ngày mà Kha Vương đăng một cái YouTube tấp lên sản phẩm của mình thì Kha Vương không biết bao lâu nó mới hết, bởi vì nó rất là nhiều sản phẩm. Vì vậy clip này Kha Vương gửi đến toàn thể anh chị em trên cộng đồng mạng, trên cộng đồng Facebook cũng như trên cộng đồng Zalo. Mong rằng anh chị em hãy mà xem được clip này, mình vào cái YouTube á, mình bấm chữ đồ xưa đồ cổ Kha Vương, và hình đại diện của kênh YouTube của Kha Vương là hình tượng Phật Campuchia tượng cổ trên 200 năm. Và anh chị em ủng hộ cho Kha Vương một lượt đăng ký để chi? Để số lượng người theo dõi trên kênh YouTube của Kha Vương được hơn 1.000 người thì Kha Vương sẽ phát trực tiếp được. Và khi phát trực tiếp được thì Kha Vương sẽ like, gọi là phát trực tiếp để bán rất là nhiều sản phẩm. Khi chúng ta like, chúng ta phát trực tiếp thì Kha Vương có thể đưa món này lên, đưa món kia lên trong vòng chỉ thời gian chỉ có 1-2 phút là chúng ta có thể nói về sản phẩm và mô tả về sản phẩm, để cho anh chị em dễ tiếp cận hơn đến những dòng sản phẩm của nhà Kha Vương đang bán, cũng như để chúng ta dễ giao lưu và trò chuyện hơn trên chính kênh chat của YouTube. Và mong rằng anh chị em hãy chia sẻ clip này cũng như là giới thiệu cho bạn bè cùng xem. Và mong rằng là những ai xem được bài viết này, clip này, mình yêu mến Kha Vương, mình yêu mến đồ xưa, đồ cũ, đồ cổ, đồ đặc, đồ lạ. Mình yêu mến những món đồ ảo trên thị trường mà Kha Vương lại bán rẻ. Chẳng hạn như ngọc dạ, minh châu, đồng lạnh, đồng đổi màu, đồng nát này nọ cái khác, hoặc đá phong thủy, thạch anh tím, nói chung là rượu, cá ngựa, hoặc là bất cứ cái gì, những dòng sản phẩm gì. Thì Kha Vương mong rằng anh chị em hãy ủng hộ cho Kha Vương một lượt đăng ký, để chỉ cần số lượng mà trên 1.000 người theo dõi thôi thì Kha Vương sẽ đăng bài, sẽ phát trực tiếp trên YouTube của mình vào năm sau, vào khoảng chừng mùng 10 thì Kha Vương sẽ phát trực tiếp, và Kha Vương sẽ bán hàng trên trực tiếp mỗi khi mà Kha Vương rảnh. Kha Vương cảm ơn, và Kha Vương rất mong anh chị em hãy chia sẻ clip cũng như là hãy giới thiệu cho bạn bè, cũng như là anh chị em bên Facebook hãy vào YouTube ủng hộ cho Kha Vương một lượt đăng ký. Kha Vương cảm ơn nhiều.